thưa quý vị được dự báo là nơi áp thấp nhiệt đới sẽ đổ bộ vào ngày mai. song ngay từ tối ngày hôm qua cho đến sáng nay mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến phố tại Đà Nẵng ngập sâu, nhiều xe bị chết máy, giao thông hỗn loạn trong sáng đầu tuần. Theo ghi nhận có những nơi ngập đến từ 50 đến 70 cm. mưa ngập đúng giờ đi làm nên khiến cho việc di chuyển của người dân và phương tiện hết sức khó khăn. tại các tuyến đường như là núi Thành, đường 2 tháng 9, Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hoàng ngập khá sâu đặc biệt tại tuyến đường núi Thành đoạn từ ngã tư núi Thành Duy Tân đến núi Thành Trưng Nữ Vương có nơi ngập rất sâu khiến giao thông hỗn loạn. Trên tuyến đường Trường Sơn, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, nước ngập sâu từ 50 đến 60 cm. Sáng nay nhiều người đưa trẻ đến trường nhưng xe chết máy vì ngập nước không thể di chuyển. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn, trong 3 giờ qua tại thành phố Đà Nẵng đã có mưa to đến rất to. Lượng mưa từ 4 giờ đến 7 giờ ngày 25 tháng 9 phổ biến trong khoảng từ 30 đến 60 mm.